Dạ thưa cô chú, giờ đây em tới nhà của anh Bình Dương, 33 tuổi, bị tai nạn là vỏ lãi đụng với kia lúa đó của chú anh chị. Thì anh đã không may, đã chìm vào đuối nước. Thì hôm nay thì cũng vớt xác anh. Và giờ đây thì vợ của anh cũng đang làm lễ phía trước linh cữu của anh. Và hôm nay cô chú, đây là cái nhà của người mẹ và người chị. Quan tài này đang đặt ở bên hông, đặt nhờ nha cô chú. Cô chú anh chị, đây là vợ của anh Bình Dương, bà con. Thì em chia sẻ cái hoàn cảnh này thì mong cô chú anh chị có xem qua clip cảm thấy giúp đỡ được cho gia đình anh Bình Dương thì hãy liên hệ với số điện thoại trên clip để em là cầu nối cho quý vị và Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm được kết nối với anh Bình Dương. Thì anh đã nói xong rồi cô chú anh chị. Dạ, phía trước mặt cô chú đó là nhà của anh Bình Dương và vợ của anh và con của anh sống ở đây nè cô chú anh chị. Và hôm nay á, thì anh cũng được người nhà cho phép được lên nhà của người chị để đặt nhờ quan tài á cô chú anh chị. Đặt nhờ quan tài ở nơi một ngôi nhà lớn để cho có không gian sạch đẹp. Nhưng mà đích thực ra thì nhà của anh Bình Dương và vợ của mình đang sống tại một căn nhà nhỏ hẹp như thế này nè cô chú. Đó, cái hoàn cảnh rất là đặc biệt ha. Thì thông qua clip này, nhờ cô chú anh chị và các bạn share clip mạnh lên để tới tay tất cả mọi người, để có một cái sự hỗ trợ kịp thời nha cô chú anh chị. An nghỉ của anh Bình Dương ở giây phút cuối cô chú anh chị, thì anh cũng được an táng ở phía sau nè cô chú anh chị. Này là mình cúng chuẩn bị đầu ha. Rồi cúng chuẩn bị khởi công. Khởi công động đất. Đây là phần đất nhà của người mẹ quá. Dạ. Ở đây cũng trồng mít không hả ta ha? Đây đó, cũng có một khoảnh đất ha. Dạ. Dạ. Mình cũng ở sớm hay gì chú ha, là thợ hồ. Ở sớm. Dạ. Ông đó là ông thợ hồ. Thợ hồ. Thợ hồ kêu luôn dọn dẹp. Cái này thợ chặt cỏ. Chào chị sao với anh Bình Dương chị? Dạ, em là chị bạn. Chị như thằng con nuôi của mẹ đây. Giờ mấy năm mà Dương quá, nhà em nó cũng có năm. Thì nghe em nó bị như vậy ngày hôm qua thì em cũng trực tiếp đó. Cái sự việc xảy ra thì chị có nắm rõ không hả chị ha? Dạ. Hồi sáng qua em nó đi công chuyện ở đâu ngoài Thái Lai á, nó chạy về. Rồi cái nó có 7 giờ trở lại, nó có tâm nó chạy thẳng vô ghe lúa. Dạ. Yeah. Rồi đi chăn ghe xong, cái ghe xong mà vỏ máy thì mới chìm, mà nó mất tiêu. Rồi hôm qua cũng không cứu hộ, người ta vô, người ta cũng hò vớt được nhưng mà không được. Thì nó yeah. Gia đình đó muốn nhờ ấp á, động viên, người dân người ta cũng mò, cũng không được luôn. Rồi sáng ra 5 giờ sáng nó tự nổi lên hơn á. Chị thì cái pháp y á chị, thì sáng mình cũng có đến đó và cũng nghe là chở đi chỗ bệnh viện Thái Lai để phẫu thuật, thì không biết pháp y trả lời như thế nào hả chị ha? Sáng pháp y có trả lời cho mình biết không anh? Sáng đi phẫu thuật Dương á, ta có trả lời cho mình biết không? Kết quả là Dương sao? Bị chấn thương, bị hộp đè chấn thương sọ não, sọ đầu. Đầu nó bể gặp đầu. Vậy là lúc hồi nãy thì em có nghe người nói chuyện một cái nói là không vô cái lúa không chị? Dạ không, như cái lúa. À, ngay chỗ cái mặt luôn vô là có cái chỗ đây. Không, cái hẹo ngang đây thôi, ngang đây chị chạy á. Còn thì từ cái đầu về sau là bị hết đầu trong đây nè. Nguyên cái là, là nguyên cái là bể gì chị? Bể lên cạnh. Vậy là bể ốc luôn hả chị? Bể ốc luôn, bể gặp sọ đầu luôn. Dạ. Cái mặt chỉ có chạy từ mép đây qua đây thôi. Cái đó chạy là trước đây ảnh đã có hay là sao chị? Hay té là té mấy vị? Chứ bình thường không có gì, không có gì hết. Dạ.
Dạ. Đây là vợ của anh Bình Dương, dạ, là của chú anh chị. Chị là sao với ảnh nhỉ? Chị là chị bạn, chị dâu, con nuôi của mẹ. Dạ, chị là vợ của anh Bình Dương, chị tên gì á chị? Dạ, ha? Tên Hạnh. Tên Hạnh. Nhắn đi. Năm nay Hạnh nhiêu tuổi rồi Hạnh? Dạ, 26. 26. Thì cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng là như thế nào hả Hạnh? Dạ em thì ở nhà như con với con đồ không có làm gì hết đó. Còn chồng em thì ảnh đồ gà ảnh bán mà kiếm tiền sửa cho nhỏ mà lúc bán được cái không vậy đó. Vậy là em bán cái gì? Dạ nuôi, nuôi gà đá kia anh. Chồng em nuôi gà rồi bán cho gà đá á. Mà cũng như bán vòng vòng anh em rồi nhà kia rồi mà có mấy con à. Còn em thì ở nhà giữ nhỏ mà không làm như vậy thì qua Hạnh ơi, thì anh cũng nghe được người dì nãy chia sẻ là cái nơi đặt quan tài là không phải là nhà của anh Phước đúng không? Ủa, anh Dương chứ? Dương, cái chỗ này hả? Đúng rồi, ngôi nhà này nè. Của mẹ, em hai đứa em ở đó, nhà của mẹ. Nhà phía sau đó hay em? Nhà đó. Nhà phía sau là của chú. Mẹ em Dương khi ở nuôi chị hai đẻ, chị dâu rồi chị chồng em đẻ rồi mẹ kêu lên nhà đây hai vợ chồng lên con nhà giùm mẹ ở bên đây ở chung với anh ba chị ba. Vậy là lúc chồng em mất thì em ngồi trên này. Dạ em ở trên đó, nhà em có hai người điện cho người dân rồi người ta lấy điện thoại người ta em điện hỏi người ta lấy điện thoại cho hai vợ chồng em bị tai nạn này kia rồi em ra em mới chạy xuống em nhà em coi em cũng ở dưới hồi sáng anh có nghe là lúc mà sát chồng anh nổi lên á thì em nhận không ra. Dạ, tại vì em mới chỉ nổi khuôn mặt lên thôi, em nghĩ là không phải chồng em. Mà tới lúc mà ấy em nhìn tay lên chồng của em. Rồi xong là lúc đó là sát của chồng em cho anh nhận đó. Dạ, em mới nhờ mọi người là tiếp em làm kéo sát vô, giống như là cuộc dây kéo vô lận đừng có cho nó trôi, tại vì nó trôi nhanh lắm. Thì em sợ cho đi mắt thì không có thương nữa mà kiếm mọi người dân nó nói là kéo cuộc dây rồi kéo rồi cuộc ở đâu nó rồi cũng mang với mọi người nhà là vậy là giấy xác chồng em lên xong rồi đưa ra ngoài chồng như tái ngoại người tôi thì dạ người tái kết quả là bị cháu hy sản. Dạ, người ta cũng chưa có biết kết quả nhưng mà ở phần cái vùng đầu là nó bị bể sọ kia ra chạm. Mình chỉ biết là như vậy thôi, còn kết quả nó như thế nào chứ không phải mấy cái vết thương thì để người ta giám định lại. Coi do bị tai nạn hay là mình dắt lên chạy sức. Cái thời điểm mà chồng em đi cái đó là mình chở vật liệu hay là mình chở lúa? Dạ, em cũng không biết, tại vì em hôm qua là em với chồng em có sự cãi nhưng mà nhỏ thôi, rồi em với lại tối là em cho con em ngủ sớm. Em làm cho con ngủ cùng chồng em mới già dịch ngày kia rồi anh đi muốn chở cho mẹ cũng có làm anh cứ hồi sáng lúc đầu là điện không em thức dậy rồi em không thấy gà dịch chưa thả gì á em mới gọi em hỏi anh là đi đâu rồi trời thấy đau rồi một xíu mới gọi được là mấy người dân đó người ta ấy hỏi người ta sạc pin rồi điện người ta nghe máy người ta nói gì đó anh biết là anh bị tai nạn. Hiện tại là bây giờ em có mấy đứa con? Dạ em có đứa được 18 tháng. Một thằng trai thôi. Dạ đang đưa đó. Em cho anh hỏi thêm là khi mà người dân phát hiện cái chiếc giỏ của chồng em á, dạ. Thì nghe nói là trên chiếc giỏ đó là có hai đôi dép, đó là dép của chồng em hay là dép của ai nữa? Dạ dép của chồng em. Hai đôi đó là của chồng em hết. Dạ một cái đôi trắng thì em không biết là của ai, tại vì chồng em có mang không thì em biết, tại vì em không có xuống giỏ của ảnh. Cái giỏ là em không có xuống, còn cái đôi màu đen là cái đôi dép nhà, là tại vì nhà dép anh mang lung tung hết á, là cái đôi màu đen là dép của nhà rồi, còn cái đôi màu trắng là em không biết anh có mua rồi anh để dưới không thì em không biết, tại vì giỏ đồ này kia đồ của anh là em không có xuống dưới đó, em xuống lại trên nhà rồi này kia em không có xuống xuồng xuống giỏ gì phánh, tại vì em xuống lại lâu vui cái này đâu có bỏ được đâu. Rồi hằng ngày là ảnh làm công việc là có đi xịt hay là có đi dạ gì không? Lâu lâu thì cũng có đi xịt được, cũng giống như là bán gà dịch được không được á thì anh đi xịt rồi bán rồi kiếm tiền mua sữa cho nhỏ rồi lần mà lửa có là bữa hôm bữa có bữa hôm vậy đó. Cái sự việc thì xảy ra rất là bất thường thì hôm nay thì mấy anh em cũng đến đây để trước là chia sẻ cái hoàn cảnh của vợ chồng em
Và sau đó thì thông qua những cái clip này á, có những cái mạnh thường quân sẽ xem được những cái tư liệu này và sẽ giúp đỡ em hay gì đó, thì sẽ tụi anh sẽ đến đây để trao lại những cái phần quà mà các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã quý mến và dành cho gia đình em. Thì thông qua những cái lời hỏi nãy giờ đó, thì theo em thì ngoài cái công việc mà anh đi xịt ra, thì cái công việc mà anh đi bất tử xuống dưới kêu bằng thứ lai đi, thì đó là công việc riêng của anh hay là của gia đình em? Dạ, em cũng rành đó, tại vì em nói là hôm qua là em với anh cứ lộn rồi á, và anh đi em cũng không biết là anh đi đâu, em không biết anh đi đâu mà đi qua tới bên đó nó đi xảy ra chuyện gì nữa. Tại vì thường bữa anh đi là anh có đi đâu thì anh cũng đi gần gần ở đây chứ không có đi qua tới bên đó gì. Trước kia anh có đi thì anh có nói với em trước không hay là anh dạ muốn không. Đi đi? Anh đi là em với nhà anh con, tại vì em với anh cửa lộn anh cũng có nói chuyện rồi đi đâu này kia rồi anh cũng có nói với em. Và cảnh bên đó đó em, thì anh Dương biết nói như là bên đó thì không có. À, tại vì anh thấy là đây qua tới bên đó là khoảng mười mấy cây ạ. Dạ. Tại vì nhiều khi bạn bè rồi này kia của anh em cũng không gần đó. Chắc là cũng do giận vợ rồi đi đâu đó chắc cũng mà về. Em với anh cự cãi thì cũng không phải như là lớn lao gì, cũng có nói chuyện qua lại này kia. Chứ không phải là cự lộn mà để cho không có chuyện gì tới nhau, cự lộn rồi mít một xíu thì cũng nói chuyện lại chứ. Vậy là mình cự lộn là khoảng bao lâu rồi em? Dạ thì tầm trưa 1-2 giờ gì đó, tại vì anh cứ xúc hại với gà vịt rồi này kia, rồi em dặn em này kia rồi nói với anh rồi này kia thôi chứ. Chứ không phải là cười lộn cho. Cái này cũng ngoài ý muốn thôi. Dạ. Em cho anh hỏi thêm một phần nữa em, cho nó rõ để Mạnh Thường Quân người ta xem qua kênh để người ta hiểu rõ hơn về cái phần là an táng đi ha. Rồi thì cái anh thấy là trước mặt là chúng ta cũng có đủ cái vật tỳ táng cũng như là hòm rương và tất cả những vật đó đó em. Là đó là mình xuất tiền nhà hay là sao em? Dạ không anh, cũng bên kia người ta nói ấy đi rồi người ta hỗ trợ đồ này kia được rồi, đúng sai thì không biết ai, nhưng mà người ta thấy em khổ, biết em có mình em nuôi con này kia, người ta kêu để người ta tiếp cho, còn chuyện đúng sai để từ từ đi rồi nữa cũng sao. Cái mình dạ, bên chồng em đụng mấy vô người ta đó. Tôi kêu thấy em có mình nuôi con này kia, biết mẹ chồng em già cũng đâu đi làm gì được đâu. Người ta nói thôi vậy bên anh rồi anh năn nỉ chủ tôi này kia rồi giúp cho em. Vậy là phần hòm gương là trước mắt là bên ghe lúa, người ta sẽ đứng ra để nói với gia đình là lo cái phần này đi, rồi người ta sẽ hỗ trợ cái phần hòm trương này. Để cho Mạnh Thường Quân người ta hiểu rõ hơn. Còn phần của em thì cũng nhờ thông qua câu chuyện này thì anh Bình Dương quý vị là người trụ cột chính trong một gia đình, và anh không may xấu số đã bị tai nạn và mất đi, thì để lại một cô vợ và một đứa bé, bé mấy tháng tuổi anh quên nè, 18 tháng tuổi quý vị. Và hiện tại thì chị cũng không có công việc làm ổn định, thì cũng có nhờ các anh em chia sẻ để cộng đồng mạng và các vị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm thấy qua được những cái sự khổ của gia đình, giúp đỡ cho em gái nuôi người con của mình quý vị, để thay mặt nơi chính suối được an nghỉ quý vị. Thì cái phần mà mình định cắt anh Bình Dương á là phần đất nhà hay gì em? Dạ mẹ sao em đất bên mẹ em đất bên mẹ dạ tài con rồi này kia nên ngoại kiếm rồi này kia em xin em chôn chồng em cái giờ ảnh vậy em cũng có đất đai vậy cái xin mẹ rồi với những gì nó đất rồi cho em cắt chồng em. Này là quê em cũng gần đây luôn hả? Dạ, sao? Dạ, em ở trên An Giang. An Giang? À.
À, bây giờ là em hỏi cho hỏi là nhà em ở đâu? Dạ em ạ. À, Dương. Dạ, anh mới đó. Dưới đó. Dạ hai đứa em mới đó có cái chổng nào, có cái chổng mình vinh ra để xếp ảnh mình chứ. À. Nè, tụi anh có thể vô giám sát, vô xem cái nhà của mình được không em? Dạ, dạ. Để cho Mạnh Thường Quân ta thấy rõ cái nơi mình ở á. Em ơi, có thể dẫn anh đi 100 để em đây là chúng ta đi vào cái nhà của anh Bình Dương, cô chú anh chị. Đây là một cái nơi mà để nhờ một cái quan tài cho nó sạch sẽ, nhà của người chị, người mẹ, cô chú anh chị. Còn đây là nhà thật của anh đó nha cô chú anh chị. Dạ, và đây trước mắt chúng ta là mẹ của anh Bình Dương đó cô chú anh chị. Dạ, con chào bác ạ. Dạ. Dạ. Mấy chú khỏe nha. Dạ, dạ. Hôm tôi 10 giờ tôi mới về. Mà tôi dái nó chưa tới nổi. Mà tôi dái sáng hừng đông nó nổi lên. Dạ. Chứ mới có dám cử à. Mà tôi nghĩ nó nổi ngay trên cái lường ghe tôi nói đó. Tôi nói cái lường ghe đó là nó ở dưới lường ghe mà thiệt. Giờ ghe lúa đi lại đánh canh là nó nổi tại đó. Vậy là nổi dưới cái lường ghe luôn hả cô ha? Dưới lường ghe đó, ghe lúa mà tôi nghiệp người ta xin đi đánh canh lúa. Ừ thôi cho người ta đi đi. Bây giờ lường ghe đi là nó sáng hừng đông nó nổi lên mà nổi có cái mắt không à. Nổi mắt còn như con chìm đi. Dạ, con Dương thì con cũng vừa hồi tại mấy tháng rưỡi rồi em? Dạ, 18 tháng rưỡi. 18 tháng rưỡi hả? Nghe tên gì? Dạ tên Gia Bảo. À Gia Bảo. Gia Bảo đó có chính trị. Hiện tại bây giờ thì anh Dương là trụ cột chính thuê để kiếm tiền lo cho gia đình. Hiện tại bây giờ hôm nay thì anh Dương cũng đã về rồi, có lấy một bây giờ trẻ đã còn một đứa con thơ. Bây giờ đừng có phá. Dạ vâng cô chú anh chị ơi, đây là bởi vì em giữ suốt ngày á. Con của Dương Dương thì rất là ngây thơ, cha đã mất nhưng mà rất là hồn nhiên. Tại vì em còn quá nhỏ thì em chưa biết được gì đấy cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình vượt qua cái khó khăn này. Rồi mới mốt rồi chắc phải để ra cho bà nội nuôi quá. Chắc em gỡ, chắc đem gỡ gỡ ngoại chứ mà mẹ em lớn rồi. Rồi em có dự định gì kế tiếp để mình tìm một cái công việc nào đó để mình làm mình dạ, nuôi con không em? Dạ nếu mà ấy cho chồng em ngày kia rồi hết là cũng kiếm rồi lại đợi chồng em trong ngày rồi kia chứ em xin mẹ đi làm đang kiếm tiền mua sữa cho con còn nếu mà mấy thì em ở đây phụ mẹ giống như là làm ruộng này kia đâu hỏi là giống đây được thì em làm. À, thì trước giờ em cũng chắc cũng là nội trợ không? Dạ lúc trước lúc mà chưa có con thì vợ chồng cũng có đi làm công ty rồi này kia rồi từ ngày mà có nhỏ rồi thì em chỉ là giữ nhỏ không có đi làm gì hết. Em anh cũng cảm ơn thông tin của em. Dạ. Em có ước nguyện gì nữa không? Thì bây giờ chồng em là trụ cột chính trong gia đình, bây giờ anh vậy rồi thì em cũng biết người ta mới về con cái thì nó còn nhỏ quá, em thì cũng chưa ở thì người này người kia đang đi làm không nhớ được, thì cầu mong cho mọi người không ai thương em, thương con em còn nhỏ thì giúp được em giúp được gì giúp cho em mua cửa cho con em này kia rồi. Mà Mạnh Thường Quân thương con em còn nhỏ ngày thơ nó không biết gì chứ. Cha thì đã mất rồi, mẹ thì giờ vậy chứ ơi con chứ kiếm biết không sao. Bà ngoại bà nội giờ bên nào cũng khổ chứ không có ai lo giúp được gì nữa. Mà chồng em thì là chủ cột chính nữa. Bây giờ anh dạy em cũng có tránh cho con. Bây giờ ra bầu tự ra thêm nữ hai ai nhưng mọi người cứ giúp đỡ cho con em. Có tiền con sửa. Con sửa cho con em chứ em cũng không muốn gì hơn. Giờ anh chỉ mong lo cho con em thôi, em không có được hết. Rồi anh cảm ơn em ha. Rồi bây giờ em có dự định gì cho sau khi mà chồng em nghỉ rồi em mới tính tiếp.
em cũng chưa biết sao. Mẹ em thì giờ cũng lớn tuổi rồi, rồi em chưa biết sao. Rồi nếu mà xong đám thì em đi làm vòng vòng đây. Dạ, chứ em làm vòng đây rồi dẫn ở nhà coi mẹ rồi này kia, chứ mẹ em cũng già rồi. Thì con em cũng không có đi làm sai này kia được. Thì em cũng, anh cũng mong là chia buồn cùng gia đình em. Thì anh cũng mong là Mạnh Thường Quân nếu mà có xem được clip này thì mong cô chú anh chị giúp đỡ cho gia đình của anh Dương, thì một phần nào đó cho gia đình. Cảm ơn em nha.